Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi bản tin thời sự tổng hợp trên kênh truyền hình Thông tấn. Mở đầu là những tin chính trong chương trình. Sáng 11 tháng 1, Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2012 tiếp tục ngày làm việc thứ hai. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và phát biểu tại hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư cho rằng trong tình hình hiện nay, công tác tổ chức cần phải nâng cao hơn nữa, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong giai đoạn hội nhập và phát triển. Chiều ngày 11 tháng 1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu đã chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu. Ngày 11 tháng 1, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 4, khóa 7. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Trước đây một tuần kể từ sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố Washington sẽ tập trung sức mạnh quân sự hướng về châu Á, ngày 10 tháng 1 tại thủ đô Washington, Trung tâm An ninh mới, một tổ chức nghiên cứu và cố vấn về chiến lược quốc gia của Mỹ đã tổ chức hội thảo để bàn về vấn đề này. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 11 tháng 1, Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2012 tiếp tục làm việc ngày thứ hai. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu tại hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Sau hơn một ngày làm việc, các đại biểu dự hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận làm rõ một số nhóm vấn đề lớn trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Hơn 50 ý kiến tham gia thảo luận tại hội trường và gần 70 ý kiến góp ý tham luận tại tổ bày tỏ nhất trí cao với báo cáo công tác tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2012, khẳng định báo cáo đã phân tích làm rõ vai trò của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay. Về sơ thảo quy định của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý, hầu hết các ý kiến đều đồng tình với sơ thảo, phù hợp với tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4. Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng cần sớm có quy định cụ thể về cơ chế chính sách đối với cán bộ luân chuyển, nhất là đối với những vùng miền núi khó khăn, cần có chính sách ưu tiên đối với cán bộ luân chuyển là nữ. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, hội nghị năm nay có ý nghĩa quan trọng bởi năm 2011 là năm đầu tiên triển khai nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11, vì vậy đặt ra nhiều vấn đề quan trọng trong công tác tổ chức cán bộ. Tổng Bí thư biểu dương đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trong cả nước đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được sao, góp phần vào thành công chung của đất nước. Tổng Bí thư cho rằng trong tình hình hiện nay, công tác tổ chức cần phải nâng cao hơn nữa, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong giai đoạn hội nhập và phát triển. Các đồng chí nhận thức sâu sắc đầy đủ cái trách nhiệm trong cái thời gian tới, vừa qua đã làm tốt rồi, rất là mừng rồi. Cảm ơn các đồng chí rồi, nhưng sắp tới là phải đi sâu hơn nữa cho rất chủ động. Cấp ủy rồi các đồng chí cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo, đặc biệt đồng chí bí thư, phó bí thư thường trực trực tiếp nắm công tác. Đấy là phân công rồi, theo quy chế rồi. Cùng với các đồng chí trưởng ban tổ chức rồi các ban khác nữa của Đảng phối hợp với nhau. Tổng Bí thư đề nghị mỗi cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng cần nắm vững nguyên tắc quy chế công việc, không ngừng học tập và nâng cao trình độ hiểu biết chuyên môn, đặc biệt là về phẩm chất đạo đức, phải rèn luyện để thực sự là người cán bộ tổ chức xây dựng Đảng trong sáng, công tâm, khách quan. Ngày 11 tháng 1 tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 4, khóa 7. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và đóng góp ý kiến cho báo cáo về kết quả công tác mặt trận năm 2011 và chương trình phối hợp thống nhất của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2012, báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 3 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đổi mới, nâng cao chất lượng và phát triển báo đại đoàn kết trong tình hình mới. Trong năm 2012, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục triển khai 5 chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2009-2014 và tập trung các trọng tâm gồm tiếp tục thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 7, trong đó chú trọng quán triệt các quan điểm, đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, phối hợp cùng chính phủ, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả vào những giải pháp thực hiện mục tiêu của năm 2012 là kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.
duy trì tăng trưởng ở mức khoảng 6%, triển khai xây dựng dự án luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá năm 2011 trong điều kiện nước ta còn nhiều khó khăn, Mặt trận Tổ quốc các cấp với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, sáng tạo, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền động viên nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần tích cực vào những thành tựu chung của đất nước. Chủ tịch nước đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tham gia tích cực hơn nữa vào công tác xây dựng đảng. Mặt trận Tổ quốc các cấp trên cơ sở tập hợp ý kiến của các tầng lớp nhân dân cần cung cấp cho tổ chức đảng các thông tin trung thực, khách quan, không né tránh để các tổ chức đảng, các bộ đảng viên thực hiện tốt, có chất lượng hoạt động tự phê bình và phê bình trong đảng. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần làm tốt việc tổ chức động viên nhân dân tham gia phát hiện, đấu tranh với những cán bộ đảng viên tham nhũng lãng phí quan liêu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, dù đó là ai ở cấp nào, tạo ra dư luận xã hội phê phán, lên án mạnh mẽ các tệ nạn này, theo dõi giám sát, thúc đẩy việc xử lý nghiêm minh mọi vi phạm theo đúng quy luật của đảng, pháp luật của nhà nước. Về chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2012 và những năm tiếp theo, Chủ tịch nước yêu cầu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối của đảng, luật pháp, chính sách của nhà nước đến đông đảo các tầng lớp nhân dân. Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ tư khóa 7 tiếp tục diễn ra trong ngày 12 tháng 1 với các nội dung báo cáo về việc thay đổi nhân sự theo điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công bố các quyết định khen thưởng. Chiều ngày 11 tháng 1 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu đã chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu. Tham dự phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia, lãnh đạo các bộ ngành là ủy viên Ủy ban Quốc gia, các chuyên gia quản lý, các nhà nghiên cứu khoa học liên quan đến biến đổi khí hậu. Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu được thành lập ngày 9 tháng 1 năm 2012, có chức năng tư vấn giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc nghiên cứu, đề xuất, chỉ đạo, điều hòa, phối hợp, đôn đốc giải quyết những công tác quan trọng mang tính liên ngành, lĩnh vực, các chương trình chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, chỉ đạo điều phối thực hiện các chiến lược, chương trình quốc gia về biến đổi khí hậu. Báo cáo về các kết quả chính của chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu cho thấy, trong 2 năm vừa qua, các bộ, ngành đã khẩn trương triển khai đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến các lĩnh vực quản lý, nghiên cứu, xác định các giải pháp ứng phó cho các giai đoạn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn và xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của bộ, ngành. Trên cơ sở đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu. Trong dự thảo kế hoạch hành động đã xác định những nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong giai đoạn 2012-2020 như thích ứng với biến đổi khí hậu, chủ động ứng phó với thiên tai và nước biển dâng, bảo đảm an ninh lương thực, an ninh về nước, ưu tiên chống ngập cho các thành phố lớn, củng cố đê sông, đê biển và an toàn hồ chứa. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, biến đổi khí hậu là một vấn đề lớn, hết sức phức tạp, tác động vào mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, nhất là đối với nước ta, một trong số ít quốc gia trên thế giới chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Đi vào chỉ đạo các nhiệm vụ cụ thể trong năm 2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện xây dựng kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu để trình Chính phủ trong tháng 12 năm 2012. Tiếp tục cập nhật kịch bản về biến đổi khí hậu, chủ trì thẩm định các dự án, đề án liên quan đến đối phó về biến đổi khí hậu, phối hợp với các bộ, ngành chức năng, xây dựng ban hành các thông tư liên quan đến việc hướng dẫn quản lý, sử dụng các nguồn vốn phục vụ cho hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu. Sáng nay 11 tháng 1, phiên họp thứ 5 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Tại phiên họp này, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng, còn nhiều ý kiến khác nhau của 5 dự án luật, gồm luật phổ biến giáo dục pháp luật, luật xử lý vi phạm hành chính, luật giám định tư pháp, luật quảng cáo và luật biển Việt Nam. Đây là 5 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 2 vừa qua, dự kiến sẽ trình để Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 3 vào tháng 5 tới. Đặc biệt tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân.
Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đề nghị ban soạn thảo các dự án luật trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nội dung các dự án luật để trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp tới. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm hoàn chỉnh báo cáo giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 11 tháng 1 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị quốc tế về kinh tế đối ngoại Việt Nam lần thứ 3 do Bộ Ngoại giao phối hợp với Tập đoàn Nhà kinh tế Economist Group thuộc Vương quốc Anh và các bộ ngành liên quan tổ chức. Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải. Với chủ đề Hành trình bước vào một thế giới mới, đây là dịp để Việt Nam thông tin về đường lối, những ưu tiên phát triển của Việt Nam thời gian tới, về quyết tâm của Việt Nam ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam và tiềm năng phát triển, góp phần thu hút dòng vốn FDI trong thời gian tới. Tại phiên khai mạc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, kinh tế thế giới đang ảm đạm nhưng thực tế vẫn có nhiều cơ hội, động lực mới cho phát triển. Các quốc gia đang tích cực tìm kiếm những mô hình phát triển bền vững hơn và Việt Nam không nằm ngoài dòng chảy đó. Phó Thủ tướng đã có cuộc trao đổi thẳng thắn và giải đáp các vấn đề mà các nhà đầu tư, các đối tác đặt ra. 8 phiên thảo luận của hội nghị sẽ xoay quanh các vấn đề, vai trò và chính sách đối ngoại của Việt Nam, chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, triển vọng tài chính của Việt Nam, ứng phó với biến đổi khí hậu, các vấn đề đặt ra đối với đầu tư nước ngoài, chính sách thu hút đầu tư của Việt Nam.